Thưa quý vị, liên quan vụ việc thi thể bà cụ 95 tuổi được phát hiện chôn trong vườn nhà con trai ruột tại xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Vào ngày 1 tháng 10, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, qua khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định thi thể không bị tác động ngoại lực, không có vết đâm chém trên cơ thể. Tại cơ quan điều tra, con trai của bà cụ cho biết trong nhà cả cha và chị gái đều đã mất, chỉ còn lại mình ông chăm sóc mẹ già. Về việc tự chôn cất mẹ trong vườn nhà và nói dối là mất tích, ông cho hay vì gia cảnh nghèo khó và trong nhà liên tiếp có đám tang khiến hàng xóm phải phúng viếng nhiều lần, nên khi mẹ mất, ông đã dùng chăn quấn thi thể, sau đó chôn trong vườn nhà để không làm phiền mọi người. Hôm 30 tháng 9, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Hiệp Hòa cho biết, sau khi thi thể bà cụ được tìm thấy, lực lượng chức năng đã tạm giữ con trai của bà. Tuy nhiên đến nay, người này đã được trở về với gia đình. Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Hiệp Hòa nhận được đơn trình báo của cháu bà cụ về việc bà nội mình mất tích. Nhận tin báo, công an xã đã xuống hiện trường tìm hiểu thông tin. Khi công an xã đến nhà hỏi con trai bà, nói không biết nên lực lượng chức năng cùng người thân và hàng xóm tỏa ra tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Ngày 26 tháng 9, công an xã Hiệp Hòa đã mời con trai bà cụ đến trụ sở để làm rõ. Công an xã sau đó xuống nhà để thu thập thêm thông tin của người thân và hàng xóm. Đồng thời, khi tổ chức tìm kiếm, công an phát hiện trong vườn nhà người con trai có ủ đất cao hơn bình thường. Bên trên có trồng một cây chuối cùng dấu vết còn mới nên tiến hành đào ủ đất nghi vấn thì phát hiện thi thể bà cụ chôn phía dưới. Vụ việc sau đó đã được báo đến công an huyện Vũ Thư và công an tỉnh Thái Bình. Lực lượng chức năng sau đó có mặt khoanh vùng hiện trường để khám nghiệm và giám định pháp y tử thi. Cơ quan công an cũng đưa người con trai về trụ sở để làm việc. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin cập nhật liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể bà cụ 95 tuổi chôn trong vườn nhà con trai ruột. Những thông tin mới nhất sẽ liên tục được đăng tải trên Báo Thanh Niên tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Trúc Huỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.